Hôm nay lên test cho các bác một số cái mẫu đầu máy nhá, để các bác về chế cháo này, rồi là gắn xịt thuốc này, rồi là bác nào hỏng cần thì có thể là mua đầu máy về gắn cần nhá. Đấy thì đây, hôm nay thì em sẽ đi test một số cái mẫu máy đây, đầu máy đây nhá, giá rất là bình dân thôi. Rồi. Đấy. Đầu tiên thì giới thiệu một bác cái mẫu máy có đề ở trước nhá. Đây, mẫu máy có đề. Đây như em này chị ạ. Em này là một em máy Tanaka nhá. Con này là Tanaka 25cc, dòng 34 ly. Đấy. À, con này không có đề. Đây mới là mẫu máy có đề. Đây các bác nhá. Con này là con Tanaka 25cc này. Đấy. Đây. Cụ đề của nó đây. Đề của nó đây nhá. Và cụ đề của nó vẫn hoạt động nhá. Vẫn hoạt động bình thường. Con này có sẵn tum luôn cho các bác nhá. Con này là tum nhỏ nhá. Tum nhỏ nhưng mà con này là tum dài nhưng mà không gắn vừa xịt thuốc nhá. Đấy, cốt của nó là cốt bên trong là cốt ti vuông nhá. Bác nào về gắn cần vào con này ti vuông nhá. Đấy. Tum dài nhưng không gắn vừa xịt thuốc. Đấy. Cái con này chế của nó là chế neo đỏ này. Nhìn thấy không? Con này 25cc nòng 34 nhá. Chế quân vừa rồi đe đỏ nhá, cái chế này rất là có giá trị luôn. Đấy, đây này, đấy, đấy. Như vậy đầu này rất là khỏe nhá, công suất lên tới 25cc, nòng 34 ly. Bác sẽ để ý nòng bên trong nó còn sáng bóng luôn nhá, đấy, rất là khô ráo. Đấy, cũng có củ đề nhá. Như cái đầu này thì để cho bác giá là 900 nhá. Rồi. Giới thiệu bác mẫu thứ hai, con này cũng giống cái con thứ nhất nhá, cũng giống cái con thứ nhất này, nhưng mà cái con này nó sử dụng chế cũng là chế chế nguyên bản theo máy của nó luôn, con kia cũng nguyên bản nhá, nhưng mà con này là nguyên bản theo kiểu chế của nó là có cái nút mồi xăng ở đây này, đấy, và bóp vú bơm nhá, nó lổ nhá, đấy, con này cũng thế luôn, đây, củ đề của nó đây, đây là tum tum dài nhá, tum dài nhưng mà con tum con này không gắn vừa xịt thuốc nhá, đấy, cái ống cần của nó bên trong cũng là ti vuông luôn. Nhá. Đấy. Con này thì bán sẵn cho bác có cả tum luôn. Test máy này. Củ đề nó vẫn hoạt động, nó kêu cạch một phát, các bác nghe thấy không? Đấy, nghe thấy không? Rồi, ok. Con này cũng, đầu này cũng để cho bác giá 900 nhá. Cả máy cả tum luôn. Được chưa? Rồi, ok. Rồi, giới thiệu bác mẫu tiếp theo này. Mẫu có đề đây. Có đề, cái con này là con Kawasaki TF24. Đấy, con này thì nó củ đề của nó đây. Nhá. Đấy, con này thì tum rồi. Tum rồi gắn vừa xịt thuốc nhá. Đấy. Cái này là cái tum này em nắp vào để thử máy nhá. Khi bán cho các bác là không có tum nhá. Đấy, nhá. Ok. Con này thì em lên chế hai kim cho nó rồi, rất là ngon luôn. Nhá. Con máy này.
Cái đầu này thì để cho bác giá là 800 nhá, mà không bao gồm tum nhá. Đấy, có đề luôn, cụ đề vẫn là động bình thường nhá. Ok. Rồi. Đây giới thiệu bác cái con mẫu này, là chuyển sang mẫu Mitsu nhá. Cái con này là mẫu Mitsubishi T110 nhá. 110, con này công suất của nó cỡ 22cc nhá. Nó tum rời đây. Tum rời đây. Đấy. Tum rời gắn vừa xịt thuốc nhá. Và gắn vừa cần luôn. Đấy, ok. Con này thì em đã lên chế 260 cho nó rồi. Rất là ngon luôn. Chế 2 kim nhá. Nòng của nó rất là khô ráo đó, bác nhìn thấy không? Rồi. Chân máy này. Cắt thêm tối chiều nó mưa. Đây giật nó rất sáng này. Đấy. Rồi. Con này 22cc nhá, nòng 32 ly nhá. Đấy, tum rồi. Rất là ngon luôn. Đấy. Thế này thì lên chế cho nó rồi thì để cho bác giá là rất là ngon luôn, dễ dùng nhá. Con này để cho bác giá là 700. Con này nó bị vỡ cái chỗ này một tí nhá, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến máy nhá. Các bác dùng bình thường luôn. Đấy nhá. Rồi. 700. Rồi. Giới thiệu bác mẫu đây cái mẫu này là mẫu Mitsu T140. Đấy, con này là công suất là lớn hơn cái con vừa rồi nhá. Con này công suất là lên tới 24cc. Đấy, 24cc nhá. Đây, con này cũng tum rời nhá. Đấy, và máy thì cái này tum mới nên em lắp vào để thử máy nhá. Các bác mua nguyên đầu không là không có tum nhá. Đấy, con này thì em lên chế 260 cho nó rồi, rất là ngon, 2 kim luôn. Con này công suất 24532 nhá, hãng Mitsu. Rồi, tên máy. Cái đầu này thì để cho bác giá là 900 nhá. Rồi, ok. Mitsu 900. Rồi, giới thiệu bác mẫu tiếp theo. Đây cũng là mẫu Mitsu, Mitsubishi. Cái con này là Mitsubishi T130 nhá. Đấy, con này thì nó là vỏ sắt. Đấy, bác nhìn thấy không? Mitsubishi T130, vỏ sắt nhá. Con này thì nên chế 260 cho nó thôi. Rất là dễ dùng luôn. Đấy, em đi vào tiết máy cho bác xem em này nhá. Con này công suất 24 nhá, nòng 32 ly. Rất là ngon nhá. Con máy này. Lại này. Đấy. Ok. Đây. Nòng nó rất là khô ráo nhá. Đấy, không có hiện tượng chảy dầu mỡ gì cả. Ok, thì cái đầu này không có tum nhá, bán không có tum luôn. Cái tum để thử máy nhá. Đầu này thì để cho bác con này vỏ thì nó hơi xấu tí. Em để cho bác giá 800 nhá. Rồi, ok. Tiếp tục này. Đây, giới thiệu bác dòng tiếp theo là đến dòng Singu nhá. Giới thiệu bác bộ đôi máy Singu. Cái con này là Singu đời mới này, 25cc này. Nòng 34 ly nhá. Con này là có trợ lực to luôn. Đấy. Con này máy tum rời này. Tum rời gắn vừa xịt thuốc này. Đấy, gắn vừa cần 260 nhá. Đấy. Cần tum nhỏ đấy. Đấy, con này thì cũng là chế của nó là cũng chế 2 kim nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, đi vào tên máy này. Rất ngon nhá. Các bạn ạ.
rất êm nhá, máy chạy cực kỳ êm luôn. Máy siêu êm. Con này máy đời cao nhá, máy đời mới nhá. Đấy, tình trạng máy nó có cả trợ lực nhá. Con này thì máy 25cc, nòng 34 ly. Con này để cho bác giá triệu nhá. Rồi, ok. Tiếp tục này, giới thiệu một bác tiếp theo, nó mẫu tiếp theo này. Cũng là mẫu Taraka này. Con này cũng 25cc này. Đấy. Con này đây, con này cũng tum rời luôn, gắn vừa xịt thuốc luôn. Tum nhỏ bố nhỏ nhá. Đấy, 25cc nòng 34 ly, hãng Taraka nhá. Đây này. Con này cũng trợ lực luôn. Chân máy này. Rất ngon nhá, tắt máy lại. Rồi, lại nè. Đấy, rất êm luôn. Rồi, ok nhá. Cái mẫu này thì cũng là dòng máy đời mới nhá, 25cc nòng 34 ly, rất là khủng luôn. Đấy, con này thì có sẵn cả tum cho các bác luôn nhá, tum này khuyến mại cho bác luôn. Con này để cho bác giá 1 triệu nhá. Đấy, máy đời mới. Giờ em lên hai con công suất khủng nhá, hai con công suất khủng này. Đây là giới thiệu hai con công suất khủng, là con máy này là con Singu, con này 30cc nhá, đầu máy. Con này là máy tum dài, tum dài tum nhỏ nhá. Đấy, tum nhỏ này, tum nhỏ gắn vừa xịt thuốc luôn. Đấy mà gắn nên cần cũng ok luôn. Con này thì là đang trong tình trạng là nguyên bản, chế của nó là chế nguyên bản luôn nhá, theo máy luôn. Đấy, 30cc nhá, nòng 36 ly khủng nhá. Rồi, cái máy này. Con này bán cả đầu máy cả tum nhá. Con này có cả tum cho bán cả tum các bác luôn. Thì để cho bác con này giá là, con này bác lưu ý là con này là máy đời mới nhá. Đây này. Mà công suất rất là lớn luôn. Đấy. Con này thì để cho bác giá là 1 triệu 2 nhá. Rồi, ok. Rồi, giới thiệu bác con tiếp theo, con cuối cùng này. Là con Taraka. Con này là 30cc này. Đấy, thấy không? Con này thì cũng là tum rời luôn. Đây, tum rời gắn vừa xịt thuốc nhá. Con này là tum nhỏ nhá, tum nhỏ, tum nhỏ bố nhỏ đấy. Đấy, con này máy 30cc nòng 36 nhá. Con này nên chế 2 kim cho nó này, rất là dễ dùng luôn. Kết máy này. Đây này, hơi háng hực hực luôn. Đây này. Đấy. Thì em này thì để con này không có tum bán cho bác thì sẽ không có tum nhá. Tum này em lắp vào thử máy nhá. Đấy, con này thì để cho bác giá 1,2 triệu luôn nhá. Máy 30cc nòng 36 ly. Rồi. Video đây đã dài thì em xin kết thúc video tại đây nhá. Các bác mua hàng thì các bác sẽ liên hệ với em theo số là 0973 nhá, 931442 nhá. Đây số đây. Đấy. 0973 931442. Rồi, cảm ơn các bác xem video.